Ngày 18 tháng 11, Thánh Rosa Philippine Duchesne. Thánh nữ Rosa Philippine Duchesne phục vụ Chúa Giêsu tại mảnh đất Hoa Kỳ. Thánh nữ sinh năm 1769 trong một gia đình người Pháp rất giàu có. Lúc còn trẻ, Rosa chẳng có gì đặc biệt để được gọi là thánh thiện cả. Thực sự, Rosa thường hay sống theo ý riêng của mình. Rosa ra lệnh cho người khác phải làm những gì ngài muốn. Ở trường, môn học Rosa yêu thích là môn lịch sử. Về sau, Rosa thích đọc những mẩu chuyện kể về những người dân Mỹ gốc bản xứ. Năm lên 17 tuổi, Rosa xin vào tu trong một hội dòng. Rosa Philippine Duchesne không được phép tuyên những lời khấn thánh lúc mãn thời hạn nhà tập, chỉ vì cuộc cách mạng Pháp. Tất cả các chị em có lời khấn thánh đều bị những người làm cách mạng trục xuất khỏi đất nước, và Rosa phải trở về gia đình. Dù vậy, Rosa vẫn không rời bỏ ước nguyện được thuộc trọn về Đức Chúa Giêsu. Nhiều năm sau đó, Rosa gia nhập một hội dòng mới được thành lập, gọi là dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ước vọng lớn nhất của Rosa Philippine Duchesne là được làm một nhà truyền giáo. Tuy nhiên, mãi cho tới 50 tuổi, Rosa mới được gửi sang nước Mỹ. Lúc ấy, Mỹ Quốc vẫn còn là một vùng đất truyền giáo. Tại Mississippi, Rosa và một số nữ tu đã thiết lập một trường học miễn phí dành cho các trẻ con nhà nghèo. Công việc quả thật là khó vì sự khác biệt về ngôn ngữ và lối sống của nhiều người. Nhưng dù có trở ngại thế nào, mẹ Duchesne vẫn không bao giờ mất đi lòng hăng hái nhiệt thành của tuổi trẻ. Lúc về già, mẹ ít ra lệnh hơn và cư xử dịu dàng hơn. Mẹ Duchesne là một nữ anh thư đích thực. Mẹ đã phải gần chết vì căn bệnh sốt vàng da. Nhưng mẹ đã vượt qua mọi trở ngại để mở thêm các tu viện tại miền đất mới. Sau đó, lúc 71 tuổi, mẹ đã nhiệm chức vụ bề trên. Mẹ sang Kansas để thiết lập thêm một trường học ngay giữa những người dân Mỹ bản xứ yêu quý của mẹ. Mẹ Duchesne về trời năm 1852, hưởng thọ 83 tuổi. Mẹ được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh năm 1988. Đôi khi chúng ta tìm cách hoãn lại những bộ phận khó nhọc. Chúng ta hãy nài xin mẹ Rosa Philippine Duchesne thôi thúc chúng ta biết tận năng lực và lòng kính mến Thiên Chúa vào công việc mình làm.